khu di tích Hoàng Thành Thăng Long là khu di tích lịch sử của kinh đô Thăng Long xưa. Bắt đầu từ thời kỳ tiền Thăng Long, thế kỷ thứ 7, qua thời Đinh, tiền Lê, được phát triển mạnh dưới thời Lý, Trần, Lê và thành Hà Nội dưới triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc đồ sộ được các triều đại xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích của Việt Nam. Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hoàng Thành Thăng Long nay thuộc địa bàn phường Điện Biên và phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long có tổng diện tích là 18.395 ha, bao gồm các khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, các di tích khác còn sót lại trong khu di tích thành cổ Hà Nội như Đoan Môn, Cột Cờ Hà Nội, Điện Kính Thiên, Nhà D67, Bắc Môn, Hậu Lâu, Tường Thành và Tám Cổng Hành Cung dưới thời Nguyễn. Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, di tích này bao gồm tầng dưới cùng là một phần bên phía đông của thành Đại La dưới thời Cao Biền, nhà Đường. Tầng trên là cung điện nhà Lý và nhà Trần. Tiếp theo là một phần trung tâm của Đông Cung nhà Lê và trên cùng là một phần của trung tâm tòa thành tỉnh Hà Nội thế kỷ 19. Cột cờ Hà Nội. Cột cờ là di tích được xây dựng vào năm 1812 dưới triều Gia Long. Cột cờ cao 60 mét, gồm có chân đế, thân cột và vọng canh. Chân đế có hình vuông với diện tích 2.007 mét vuông, bao gồm 3 cấp thóc dần lên. Mỗi cấp đều có đường hoa và hoa văn bao quanh. Từ mặt đất lên tới chân cấp thứ 2 phải leo 18 bậc thang. Tại mặt phía đông và mặt phía tây, muốn từ cấp 2 lên cấp 3 cũng phải leo 18 bậc thang ở hai cửa hướng đông, hướng tây. Còn cấp thứ 3 có 4 cửa: cửa đông, cửa tây, cửa nam và cửa bắc. Điện Kính Thiên. Đây là di tích trung tâm, là hạt nhân chính trong tổng thể các khu di tích lịch sử thành cổ Hà Nội. Điện Kính Thiên nằm ở vị trí trung tâm của khu di tích. Trước Điện Kính Thiên là Đoan Môn, rồi tới Cột Cờ Hà Nội. Phía sau có Hậu Lâu, cửa bắc. Hai phía đông và tây có tường bao và mở cửa nhỏ. Hiện nay dấu tích của Điện Kính Thiên chỉ còn lại là khu nền cũ. Phía nam điện có hàng lan can cao hơn 1 mét. Mặt trước hướng chính nam của Điện Kính Thiên xây hệ thống bậc lên bằng những phiến đá hộp lớn. Thềm điện gồm 10 bậc, 4 đá rồng đá chia thành 3 lối lên đều tạo những thành thềm rồng. 4 con rồng đá được tạo vào thế kỷ 15 thời nhà Lê. Điêu khắc rồng đá Điện Kính Thiên là một di sản kiến trúc nghệ thuật tuyệt tác, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc thời Lê Sơ. Rồng được chạm trổ bằng đá xanh, có đầu ngô cao, mắt to, lồi, sừng dài có nhánh, bờm lượn ra sau, miệng hé mở ngậm hạt ngọc. Thân rồng uốn lượn mềm mại,
thành nhiều vòng cung nhỏ dần về phía nền điện ở trên. Trên lưng rồng có đường vây dài nhấp nhô như vân mây, tia lửa. Hai thành bậc ở hai bên thềm điện là hai con rồng được cách điệu hóa. Nền điện chính thiên và đôi rồng trầu đã phần nào phản ánh được quy mô hoành tráng, nguy nga, tráng lệ của điện kính thiên xưa. Hậu lâu hay còn được gọi là lầu Tĩnh Bắc hoặc Tĩnh Bắc lâu là một tòa lầu xây phía sau cụm kiến trúc điện kính thiên, là hành cung của thành cổ Hà Nội. Tuy ở sau hành cung nhưng lại là phía bắc, xây với ý đồ phong thủy giữ yên bình phía bắc hành cung. Đây cũng là nơi ở của hoàng hậu và các công chúa trong thời kỳ phong kiến. Cửa bắc, đây là một trong năm cổng của thành Hà Nội dưới thời Nguyễn. Ở cửa bắc vẫn còn lưu giữ lại hai vết đại bác do pháo của Pháp bắn sang từ sông Hồng năm 1882 khi Pháp hạ lệnh tấn công thành Hà Nội lần thứ hai. Ngày nay trên cổng thành là nơi thờ hai vị tổng đốc Hà Nội là Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu.